Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc phản ứng với việc rò rỉ danh sách 1.950.000 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm gián điệp. Trong bối cảnh một danh sách tiết lộ chừng 1,9 triệu đảng viên Cộng sản đang làm việc cho các cơ quan lãnh sự nước ngoài và chi nhánh các công ty nước ngoài đặt tại Trung Quốc với mục đích hoạt động tình báo bị rò rỉ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, như mọi khi đã bẻ lái dư luận trong và ngoài nước theo hướng có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những ngày gần đây, một số tờ báo của Anh và Úc loan tin có nhiều đảng viên Đảng Cộng sản đang làm việc tại các cơ quan lãnh sự nước ngoài ở Thượng Hải và tại chi nhánh của các hãng nước ngoài ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo hôm 12 tháng 12 năm 2020 của tờ báo Sunday đăng trên trang web của Daily Mail có tựa đề "Các hồ sơ bị rò rỉ cho thấy sự xâm nhập của hàng loạt đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các công ty Anh Quốc bao gồm AstraZeneca, Rolls-Royce và các ngân hàng cũng như hãng Land Rover. Trước đó, tổng cộng có 1,9 triệu danh tính của đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bị một nhà đối lập sao chép từ một máy chủ ở Thượng Hải vào năm 2016. Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng danh sách này bị rò rỉ trên ứng dụng trò chuyện Telegram. Vào tháng 9 năm 2019, danh sách trên đã được cung cấp cho Liên minh các nghị sĩ về tình hình Trung Quốc, viết tắt là IPAC, bao gồm khoảng 150 thành viên của các quốc hội 18 quốc gia và nghị viện châu Âu. Liên minh này theo sát các hoạt động và ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc. Vào tháng 10, nhóm nghị viên này đã chuyển tài liệu cho 4 hãng truyền thông là Asia Australia Úc, The Mail on Sun ở Anh và ở Bỉ cùng một số nhà xuất bản tại Thụy Điển. Tờ báo Sunday cho biết số lượng 1,9 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc này được phân bổ tại hơn 79.000 cơ quan chi nhánh. Khi gia nhập đảng, họ đều tuyên thệ bảo vệ bí mật của đảng và trung thành với đảng, phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản và không bao giờ phản bội đảng. Đây là hình ảnh Tổng lãnh sự quán Anh ở Thượng Hải được đặt ở tầng 17 tòa nhà Garden tại Thượng Hải. Tờ báo này đã xác định được bộ phận đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập lãnh sự quán của Anh ở Thượng Hải, các ngân hàng lớn, công ty dược phẩm nổi tiếng như Pfizer và hãng hàng không khổng lồ Boeing. Trong số đó, một số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc từng học tại Đại học Andre, Vương quốc Anh đã liên tiếp làm việc trong nhiều lãnh sự quán ở Thượng Hải, bao gồm cả lãnh sự quán của Anh. Điều nguy hiểm hơn cả là chỗ ngồi của đảng viên này trong lãnh sự quán gần một nhóm các cơ quan tình báo Anh MI16 ở Thượng Hải, nên khả năng là các nhân viên tình báo do Anh cử sang Trung Quốc rất có thể đã bị ông ta nắm được. Một quan chức cấp cao ở trung tâm của chính phủ Anh xác nhận rằng chỗ ngồi của người đó tại lãnh sự quán Thượng Hải rất gần với nhóm M16 và có thể nhận ra các nhân viên tình báo. Tin tức này đã làm dấy lên lo ngại về các vấn đề an ninh. Ngoài ra, tờ The Mail còn bất ngờ phát hiện ra rằng các học giả Trung Quốc từng thề là sẽ hỗ trợ Đảng Cộng sản Trung Quốc này cũng đã xâm nhập vào các trường đại học của Vương quốc Anh và tham gia vào các lĩnh vực nghiên cứu nhạy cảm, bao gồm kỹ thuật hàng không vũ trụ và hóa học. Đồng thời, các hãng hàng không vũ trụ lớn như Airbus, Boeing, Rolls-Royce đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, vào năm 2016, trong số các nhân viên tại 19 chi nhánh của ngân hàng HSBC và Standard Chartered, có hơn 600 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các đại gia dược phẩm Pfizer của Mỹ và AstraZeneca của Anh cũng đã bị 123 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc len lỏi vào. Tờ báo Australia của Úc cũng đã ghi nhận có ít nhất 10 tòa lãnh sự tại Thượng Hải có nhân viên là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo đăng trên tờ The Australia của Úc về danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc trong các cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp nước ngoài. Một số làm việc từ hơn một thập niên và đôi khi ở những chức vụ chiến lược như là chuyên gia chính trị và kinh tế. Các báo phương Tây nói rõ là đến nay không có bằng chứng là các đảng viên này làm công tác theo dõi tình báo cho Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin này cũng tạo ra lo ngại rằng việc cơ quan nhà nước và tập đoàn phương Tây thuê mướn đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khiến xảy ra rủi ro an ninh. Theo tin tức tổng hợp từ Vision Times, giới chức Anh đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các thông tin này, đồng thời cũng kêu gọi chính quyền phải hành động. Cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Anh, ông Lai Dunkha Smith phát biểu, cuộc điều tra này chứng minh rằng các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đã phân bố trải rộng khắp trên thế giới
và len lỏi vào các công ty đa quốc gia, các cơ sở học thuật và đơn vị ngoại giao quan trọng nhất trên thế giới. Chính phủ cần phải hành động ngay lập tức để trục xuất các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc ra khỏi các lãnh sự quán trên khắp nơi ở Trung Quốc. Cựu quan chức ngoại giao Anh, đồng thời là chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, ông Matthew Henderson chỉ ra rằng điều này càng chứng tỏ mức độ Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào các cơ quan của Vương quốc Anh như thế nào. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có ý đồ tạo một lỗ hổng giữa Anh và Mỹ để lật đổ các nền dân chủ và vượt qua phương Tây, ông nói. Chúng tôi đang khiêu vũ với những con sói cộng sản. Ông Sam Atrom, một cố vấn thuộc tổ chức nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Liên Hiệp hội Harry Jackson ở London, Vương quốc Anh thì nhận định rằng vụ việc liên quan đến các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô cùng đáng lo ngại. Điều này minh họa cho cuộc xâm lược toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta không thể phớt lờ nó, chúng ta phải trực tiếp đối mặt với nó. Trung Quốc tất nhiên là không thể ngồi im trước những thông tin chấn động bị rò rỉ ra bên ngoài như trên. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo ngày 14 tháng 12 trên tờ Hoàn Cầu Thời báo cáo buộc phương Tây thổi phồng danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bị rò rỉ để gieo rắc mối bất hòa trong các tổ chức nước ngoài. Trong bài viết vào hôm 14 tháng 12, Hoàn Cầu Thời báo đã cáo buộc báo chí phương Tây đang mở chiến dịch săn lùng khi loan tin có danh sách tiết lộ chừng 1,9 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc cho các cơ quan lãnh sự nước ngoài và chi nhánh các công ty nước ngoài đặt tại Trung Quốc với mục đích hoạt động tình báo. Cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh đặt câu hỏi về tính chính xác của danh sách trên và nói thêm rằng việc đánh đồng một đảng viên với việc người đó làm tình báo và tạo nên mối nguy cơ về an ninh là lỗ bịch và không hiểu biết gì về một xã hội Trung Quốc. Tờ báo này cũng dẫn lời một trong những người có tên trong danh sách bị tiết lộ là giáo sư Cheng Hong từ Đại học Sư phạm Hoa Đông nói rằng ông chưa bao giờ là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc mà là đảng viên của một đảng phái khác trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Báo này cũng dẫn lời với một số người nói rằng việc coi đảng viên Đảng Cộng sản là rủi ro an ninh là một ví dụ khác cho thấy các thế lực chống Trung Quốc không hiểu biết gì về xã hội nước này. Một người ẩn danh đã nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng người này vào đảng từ khi còn là học đại học, sau đó đi làm cho một hãng nước ngoài và việc tôi vào đảng viên Đảng Cộng sản không liên quan gì đến công việc tôi làm. Một người khác thì nói với dân địa phương rằng việc vào Đảng Cộng sản là một vinh dự khiến người ta muốn công khai khoe khoang với mọi người, trong lúc phương Tây thì Đảng Cộng sản bị bôi vẽ thành một con quái vật. Tờ Hoàn Cầu Thời báo thì nói rằng mục tiêu của chiến dịch săn lùng phù thủy trên là nhằm làm nhiễu loạn nhận thức của công chúng phương Tây, qua đó ép chính phủ phải áp dụng một số chính sách mà trong trường hợp này là nhằm đàn áp các đảng viên Đảng Cộng sản. Tờ Hoàn Cầu Thời báo thì kết luận đây là thủ đoạn thường thấy của các thế lực chính trị phương Tây. Giới quan sát nhận định rằng danh sách bị rò rỉ này liên quan đến hoạt động tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở các nước trên thế giới, khiến phương Tây khó có thể chấp nhận và nhiều khả năng dẫn đến làn sóng tẩy chay. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo về danh sách các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc trong các định chế nước ngoài trên trang Intel, một nhóm tập hợp 150 nghị sĩ các nước có chung lo ngại về Trung Quốc. Con số 1,95 triệu người này không nhất thiết toàn là điệp viên và vây cánh, nhưng chắc chắn sẽ là mục tiêu phòng ngừa của các nước. Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy làm sạch bộ máy trước tình hình bị thâm nhập, nên việc rò rỉ danh sách này chắc chắn mang lại lợi ích to lớn cho Mỹ. Đây là đòn chí mạng đối với ông Tập Cận Bình vào lúc này. Và gần đây, Mỹ đã có những động thái quan trọng để trừng phạt các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm lệnh cấm nhập cư trước đây và việc thắt chặt hạn chế thị thực du lịch gần đây. Từ lâu, nhiều người đã suy đoán rằng dường như đã có thế lực từ bên trong của Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác với Mỹ trong việc triển khai các biện pháp trừng phạt đối với thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hy vọng sẽ làm tan rã Đảng Cộng sản Trung Quốc từ bên trong. Vào ngày 7 tháng 12, sau khi Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo biện pháp áp chế đối với 14 phó ủy viên trưởng ban thường vụ nhân dân toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đáp trả chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hồng Kông. Nhà bình luận Lưu Nhuận Thiện của Hồng Kông cũng chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã leo thang và dự đoán lệnh trừng phạt tiếp tục sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng theo ông Lưu, đến nay, nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất mâu thuẫn về chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, chứ không riêng gì với giới lãnh đạo quân đội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020 với bản tin Trung Quốc phản ứng với việc rò rỉ danh sách 1,95 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm gián điệp.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.